Mọi người lưu ý khi mua nhà ở đường Hoài Thanh, để mọi người dễ theo dõi mình sẽ sử dụng bản đồ quy hoạch của ghilân.vn. Sau đó mình chọn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể thấy ở khu vực này có dự án mở rộng đường Hoài Thanh trên toàn tuyến với chiều dài dự kiến khoảng 2 km với chiều rộng từ 6 đến 8 m lên đến 20 m bao gồm cả vỉa hè hai bên. Việc mở rộng đường sẽ giúp giảm thiểu tình trạng kẹt xe, rút ngắn thời gian di chuyển và giao thông thuận lợi sẽ thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Đồng thời môi trường sống được cải thiện, người dân có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Tuy nhiên thì để quy hoạch mở rộng tuyến đường thì có rất nhiều ngôi nhà nằm trong diện quy hoạch. Việc đó sẽ dẫn tới những ngôi nhà có thể bị tháo dỡ một phần hoặc tháo dỡ toàn bộ. Nếu chỉ một phần nhà bị thu hồi để mở đường, phần còn lại của ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng về kết cấu, có thể gây ra tình trạng nứt nẻ, sụt lún. Trong trường hợp cả nhà bị thu hồi thì toàn bộ cấu trúc nhà sẽ bị phá bỏ để phục vụ công trình. Điều đó khiến giá cả có thể bị giảm xuống rất nhanh và nhiều người chỉ xem mỗi bản đồ thực tế thì tưởng rằng mình đã săn được miếng đất ngon giá thành rẻ. Vào ngay ghilân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.